Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Khoảnh khắc kịch tính. Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga chặn hai máy bay ném bom hạt nhân B-52 của Mỹ trên biển Baltic vài ngày sau khi bắn rơi máy bay không người lái Reaper của Mỹ. Ký giả Chris Jewers của tờ Daily Mail có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề Traumatic Moment Russian Su-35 Fighter Jet Intercepts Two USB-52 Nuclear Bombers Over Baltic Sea Days After Downing of American Reaper Drone. Nghĩa là khoảnh khắc kịch tính, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga chặn hai máy bay ném bom hạt nhân B-52 của Mỹ trên biển Baltic vài ngày sau khi bắn rơi máy bay không người lái Reaper của Mỹ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Đây là khoảnh khắc kịch tính khi một máy bay chiến đấu của Nga chặn một cặp máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ trên biển Baltic chỉ vài ngày sau khi một máy bay không người lái của Mỹ bị bắn rơi. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenko cho biết một chiếc Su-35 duy nhất đã được điều động để gặp các máy bay ném bom chiến lược B-52 đang bay về phía biên giới Nga, nhưng nó đã quay trở lại căn cứ sau khi hai chiếc máy bay B-52 rời đi sau một cuộc đối đầu căng thẳng. Diễn biến này diễn ra khi Mạc Tư Khoa cho biết họ đã cho hai máy bay ném bom hạt nhân của mình bay qua biển Nhật Bản trong hơn 7 giờ. Trong một tuyên bố được đưa ra khi Thủ tướng Nhật Bản đang bắt đầu chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine và khi lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm Mạc Tư Khoa. Máy bay Tupolev Tu-95MS của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân và Mạc Tư Khoa thường xuyên cho chúng bay qua vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương để phô trương sức mạnh và như một chiến thuật đe dọa. Diễn biến này cũng xảy ra sau vụ tai nạn ngày 14 tháng 3 của một máy bay không người lái do thám của quân đội Hoa Kỳ rơi xuống Hắc Hải và sau đó nó bị máy bay phản lực của Nga chặn lại. Trong cuộc chạm trán quân sự trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa Nga và Mỹ kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine. Vào ngày 20 tháng 3, các cơ sở radar của lực lượng phòng không thuộc quân khu phía Tây đang làm nhiệm vụ trên biển Baltic đã phát hiện ra hai mục tiêu trên không bay về hướng biên giới quốc gia liên bang Nga, Igor Konashenko nói. Ông cho biết các mục tiêu là máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Hoa Kỳ. Đoạn phim ấn tượng được ghi lại từ Su-35 dường như đã xác nhận điều này vào thứ Ba. Đoạn video quay từ cự ly gần cho thấy một trong hai máy bay Mỹ bay vút trên mây. Trước đó, hai máy bay Mỹ đã được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu của Ba Lan. Flyradar 24 đã vạch ra lộ trình của máy bay ném bom B-52 Strider Fortress trên khắp Âu Châu vào thứ Hai, cho biết nó đang bay ở độ cao 26.500 feet, lộ trình chạy xuyên Tây Ban Nha, từ Nam lên Bắc, vòng quanh nước Pháp trước khi bay qua Anh. Sau đó nó đi ra biển phía Bắc, băng qua Đan Mạch, bay vào Thụy Điển rồi lao xuống Ba Lan, trước khi đi theo biển Baltic đến Estonia, trước khi quay trở lại để bay đến Thụy Điển. Igor Konashenko cho biết, một máy bay chiến đấu Su-35 đã cất cánh để ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới và nói thêm, sau khi máy bay quân sự nước ngoài rời khỏi biên giới quốc gia Liên bang Nga, máy bay chiến đấu Nga đã quay trở lại sân bay căn cứ của nó. Igor Konashenko cho biết chuyến bay của Su-35 tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận, không được phép vi phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga, ông nói. Căng thẳng giữa Washington và Mạc Tư Khoa đang ở mức cao nhất kể từ chiến tranh lạnh khi Vladimir Putin tiếp tục cuộc xâm lược bất hợp pháp vào Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang đã có những lo ngại trong nhiều tháng rằng một số sự việc xảy ra ở hoặc trên Hắc Hải có thể dẫn đến leo thang xung đột ở Ukraine mà một số nhà phân tích cho rằng có thể lan ra biên giới NATO. Igor Konashenko cũng cho biết hôm thứ Ba rằng Nga đã cho hai máy bay ném bom hạt nhân chiến lược của riêng mình
Tu-95MS Bear có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay qua biển Nhật Bản. Thời điểm của chuyến bay mới nhất dường như rõ ràng hơn bình thường vì Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới Kyiv trong chuyến thăm để thể hiện tình đoàn kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc chiến chống lại Nga. Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK chiếu cảnh Kishida lên một chuyến tàu tại thị trấn Semiz của Ba Lan gần biên giới Ukraine. Igor Konashenko cho biết các máy bay ném bom chiến lược đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch được hộ tống bởi máy bay chiến đấu. Ông ta cho biết vụ việc được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và được thực hiện trên vùng biển trung lập. Vào tháng 2, lực lượng phòng không Bắc Mỹ đã được cử đi đánh chặn một số máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu của Nga khi chúng bay qua không phận quốc tế gần Alaska. Nhật Bản, quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Mặc Cư Khoa về các đảo ở Bắc Thái Bình Dương bắt đầu từ cuối Thế chiến thứ 2, là một đồng minh Á Châu quan trọng của Hoa Kỳ và là thành viên của nhóm 7 nền dân chủ giàu có và đã tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Chuyến đi của ông Kishida tới Ukraine cũng trùng với chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mặc Cư Khoa. Washington đã lên án chuyến thăm của ông Tập, nói rằng thời điểm diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án quốc tế buộc tội ông Putin về các tội ác chiến tranh cho thấy Bắc Kinh đang cung cấp cho Mặc Cư Khoa vỏ bọc ngoại giao để thực hiện thêm các tội ác khác. Nga đang bế tắc ở Ukraine và đang phải đối diện với sự suy sụp tinh thần của các tướng lãnh và binh lính Nga sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC đã ra lệnh bắt giữ Vladimir Putin vì các tội chiến tranh vào hôm 18 tháng 3. Các quan sát viên cho rằng Putin có thể sẽ tìm cách mở rộng chiến tranh để huy động thêm quân, ngõ hầu tránh một sự sụp đổ có thể thấy trước. Nhật Bản phân bổ 30 triệu USD viện trợ phi sát thương cho Ukraine. Nhật Bản đã quyết định phân bổ 470 triệu USD dưới hình thức viện trợ song phương mới cho ngành năng lượng và các ngành công nghiệp khác của Ukraine cũng như 30 triệu USD vũ khí phi sát thương thông qua quỹ ủy thác của NATO. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố điều này trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kyiv. Trong bài phát biểu của mình, Kishida cũng tuyên bố, đồng thời Nhật Bản đang cung cấp nhiều hỗ trợ khác cho nhu cầu của Ukraine trong các lĩnh vực như rà phá bom mìn, phát thanh và truyền hình, giáo dục, củng cố hành chính công và bảo vệ di sản văn hóa, sử dụng kinh nghiệm độc đáo của Nhật Bản. Ngũ sắc đài cho biết Hoa Kỳ sẽ phối hợp với Ukraine trong việc gửi xe tăng Abrams phiên bản cũ. Hoa Kỳ đã quyết định cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine một số xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ trong sự phối hợp chặt chẽ với phía Ukraine nhằm đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Phát ngôn nhân ngũ sắc đài tướng Patrick Ryder đã cho biết như trên hôm thứ Ba trong một cuộc họp báo. Phát ngôn nhân ngũ sắc đài cho biết, kể từ khi chúng ta đưa ra thông báo gửi xe tăng Abrams tới Ukraine, chúng ta đã cam kết khám phá các lựa chọn để cung cấp khả năng bọc thép càng nhanh càng tốt. Theo Ryder, sau khi nghiên cứu và phân tích sâu hơn, Bộ Quốc phòng Mỹ phối hợp chặt chẽ với Ukraine đã đưa ra quyết định cung cấp biến thể M1A1 của xe tăng Abrams. Vị tướng này nhấn mạnh rằng điều này sẽ cho phép đẩy nhanh đáng kể thời gian giao hàng và chuyển giao khả năng quan trọng này cho Ukraine vào mùa thu năm nay. Ryder cũng làm rõ rằng nếu Mỹ và Ukraine tiếp tục tập trung vào mẫu M1A2 hiện đại hơn thì sẽ mất hơn một năm để giao hàng. Đồng thời, ông cũng thông báo với báo chí rằng những chiếc xe tăng chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine sẽ được trang bị vũ khí tương tự M1A2, bao gồm hệ thống vũ khí và lớp giáp bảo vệ tiên tiến như pháo 120mm và súng máy hạng nặng 50mm. Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, vào hôm thứ Ba, truyền thông Mỹ đưa tin rằng chính phủ Mỹ có kế hoạch giảm đáng kể thời gian cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine bằng cách gửi các phiên bản cũ hơn của M1A1 thay vì đợi các đơn vị mới được sản xuất. Hỏa tiễn Nga đánh trúng nhà dân ở Odessa. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Tư 22 tháng 3, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết đối phương đã phát động một cuộc tấn công hỏa tiễn vào Odessa.
Hậu quả của cuộc tấn công là một tòa nhà dân cư bị thiệt hại. Nhờ hoạt động hiệu quả của lực lượng phòng không của chúng ta, một phần hỏa tiễn đã bị bắn hạ, nhưng một hỏa tiễn đã vượt qua được, khiến một tòa nhà dân cư bị hư hại một phần. Có thương vong, nhưng không có ai thiệt mạng, theo các báo cáo sơ bộ. Ông lưu ý rằng các hỏa tiễn đã được phóng bởi máy bay chiến đấu Su-35 từ trên biển. Như đã được tin, cuộc tấn công của Ukraine phá hủy một lô hàng trăm hỏa tiễn hành trình caliber của Nga, được vận chuyển bằng đường sắt ở khu vực Zankoy của Crimea, gửi tín hiệu tới những kẻ xâm lược rằng họ nên rút khỏi bán đảo bị xâm lược. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói về ý nghĩa vụ tấn công chuyến tàu Zankoy. Các vụ nổ làm rung chuyển thị trấn Zankoy ở phía bắc Crimea bị xâm lược tạm thời và làm hỏng đường ray một ngày trước đó, nhằm ngăn chặn hoàn toàn hoặc một phần hoạt động hậu cần của quân Nga ở Melitopol và Kherson tạm chiếm. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Đại tá Oleksandr Motuziani đã cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng thứ Tư 22 tháng 3. Khi được hỏi liệu các vụ nổ ở Zankoy có ảnh hưởng đến nguồn cung cấp đạn dược của đối phương cho Crimea tạm thời bị xâm lược và các vùng lãnh thổ khác của Ukraine hay không, ông nói, vụ nổ ở Zankoy không ảnh hưởng đến việc cung cấp hỏa tiễn cho hạm đội Hắc Hải, bởi vì có các hệ thống giao thông đường sắt khác, đặc biệt là ở Simferopol, nằm gần các căn cứ của hạm đội Hắc Hải hơn. Nhưng đối với những vùng sâu hơn trong lãnh thổ của chúng ta, nguồn cung cấp sẽ bị ảnh hưởng. Zankoy là một trong những điểm giao nhau của các tuyến đường hậu cần, ví dụ chạy đến Melitopol hoặc Kherson. Do đó, ngoài việc một số lớn hỏa tiễn bị phá hủy, chúng ta cũng tiêu diệt hoàn toàn hoặc gây trở ngại cho các công tác hậu cần của các nhóm đối phương đóng quân trên lãnh thổ của chúng ta. Như đã đưa tin, các vụ nổ đã được nghe thấy ở thị trấn Zankoy ở phía bắc bán đảo Crimea tạm thời bị xâm lược một ngày trước đó. Theo Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, do vụ nổ, các hỏa tiễn hành trình caliber của Nga được vận chuyển bằng đường sắt đã bị phá hủy hoàn toàn ở Zankoy. Theo các bloggers quân sự Nga thạo tin, cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB đang truy lùng 3 người lính Nga gốc người Tatar. Các binh sĩ Nga áp tải chuyến tàu chở hàng trăm hỏa tiễn hành trình caliber NK được tường trình nổ tung theo con tàu. Tuy nhiên, có 3 binh sĩ người Tatar mất tích. Có giả thuyết cho rằng họ đã mật báo cho quân Ukraine tấn công con tàu này và biến mất ngay trước khi vụ tấn công xảy ra. Quân Ukraine không thể tấn công bất cứ đoàn tàu nào vì đó có thể là một tội ác chiến tranh, và thực tế là họ cũng không đủ phương tiện để tấn công tràn lan như thế. Tuy nhiên, theo truyền thống, người Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đại tá Oleksandr Motuziani cũng bác bỏ giả thuyết người Tatar cho rằng người Nga thường có khuynh hướng chạy tội, và cũng có nguy cơ đây là cái cớ để đàn áp người Tatar. Lực lượng đặc biệt của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tiêu diệt hai hệ thống TOR-M2 của địch. Lực lượng đặc biệt của Cơ quan An ninh Ukraine đã phá hủy hai hệ thống hỏa tiễn phòng không TOR-M2 mà Nga sử dụng để phòng không. Phát ngôn nhân của An ninh quân đội Ukraine gọi tắt là SBU đã cho biết như trên. Các lực lượng đặc biệt của Cơ quan An ninh Ukraine đã mất hai hệ thống TOR-M2. Chúng đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái Kamikaze. Các thành viên của Trung tâm Hoạt động Đặc biệt A của chúng ta đã chấn áp thành công các hệ thống phòng không của Nga. TOR là một trong số ít hệ thống hỏa tiễn tầm ngắn do Nga sản xuất có hiệu quả cao trong việc chống lại hỏa tiễn hành trình và đạn dẫn đường chính xác. Hầu hết các hệ thống TOR đều trên các xe bánh xích 355 cho phép nó theo kịp xe tăng và các phương tiện bọc thép khác trên mọi địa hình. Mỗi xe phóng của TOR-M2 mang theo 16 đạn hỏa tiễn. Nga kháo rằng phiên bản nâng cấp của đạn hỏa tiễn 9M330 được đánh giá có tỷ lệ chính xác tới 97% và đạt tốc độ tới 1.000m trong một giây, gấp 3 lần âm thanh. Ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, TOR-M2 phản ứng cực nhanh khi chỉ mất từ 1 đến 3 giây để khai hỏa vào các mục tiêu. Trung Quốc nói Putin miễn nhiễm với việc truy tố tội ác chiến tranh.
Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Bảy, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Trung Quốc tôn trọng các quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình đã được lên kế hoạch trước và vẫn sẽ được tiến hành như đã dự trù. Giải thích như thế xem ra quá yếu, cho nên phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đổi sang một luận điệu khác. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề China says Putin has immunity from war crimes prosecution. Nghĩa là Trung Quốc nói Putin miễn nhiễm với việc truy tố tội ác chiến tranh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Vân. Trung Quốc đã tung sức mạnh chính trị đáng kể của mình sau lưng Vladimir Putin hôm thứ Hai bằng cách thách thức quyền truy tố Tổng thống Nga của Tòa án Hình sự Quốc tế. Vương Văn Bân, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng ICC nên có lập trường khách quan và công bằng và tôn trọng quyền miễn trừ tài phán của nguyên thủ quốc gia theo luật pháp quốc tế. Ông nói, tòa án nên tránh chính trị hóa và tiêu chuẩn kép. Lập trường của Trung Quốc luôn là đối thoại và đàm phán mang lại lối thoát cơ bản cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Vương nói, bình luận của ông được đưa ra ngay trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mạc Tư Khoa trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày. Trong một thông báo công khai hiếm hoi hôm thứ Sáu, Tòa án The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Putin vì điều mà tòa xác định là trách nhiệm hình sự cá nhân của nhà lãnh đạo Nga 70 tuổi trong việc bắt cóc trái phép trẻ em từ Ukraine sang Nga. Đó là một tội ác chiến tranh. Các quan chức Nga công khai thừa nhận việc trục xuất trẻ em từ các vùng lãnh thổ bị xâm lược của Ukraine về Nga. Một ủy ban độc lập thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết trong một báo cáo tuần trước, mặc dù không thể xác nhận con số chính xác về số lượng trẻ em liên quan. Kyiv cho biết, ít nhất 16.221 trẻ em đã bị buộc phải chuyển đến Nga kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Mạc Tư Khoa phủ nhận cáo buộc của Ukraine rằng hành vi này là một sai trái hình sự. Putin là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bị phát lệnh bắt giữ. ICC cũng đang tìm cách bắt giữ Maria Lvova-Belova, ủy viên Nga về quyền trẻ em. Cả Trung Quốc và Nga đều không phải là các bên ký kết quy chế Roma, hiệp ước của Liên Hiệp Quốc, mà theo đó ICC được thành lập. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết, Mạc Tư Khoa không công nhận tòa án và do đó coi các quyết định của ICC là vô hiệu về mặt pháp lý. Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là người đứng thứ hai trong Hội đồng An ninh của nước này, đã đe dọa tòa án bằng một cuộc tấn công hỏa tiễn trong một bài đăng nóng bỏng trên Telegram. Ông ta nói rằng ICC đã to gan khi truy tố nhà lãnh đạo của một cường quốc hạt nhân. Lệnh của ICC có ý nghĩa thực tế vì nó đưa ra những hạn chế rất lớn đối với Putin khi ông muốn du lịch đến 123 quốc gia tham gia quy chế Roma. Trong số đó có Nam Phi. Quốc gia dự kiến sẽ mời Tổng thống Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 năm nay. Bộ Ngoại giao Nam Phi chưa trả lời các câu hỏi được gửi qua email về các nghĩa vụ pháp lý của mình. Dù có bị bắt hay không, quyết định của ICC sẽ đeo bám Putin trong phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống và có lẽ là suốt đời. Những người thể hiện sự ủng hộ chính trị công khai dành cho ông ta vào thời điểm này cũng có thể thấy mình bị liên lụy nhiều hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi quyết định ban hành lệnh bắt giữ là quyết định lịch sử. Từ đó, trách nhiệm lịch sử sẽ bắt đầu. Kyiv đã kêu gọi ông Tập gây áp lực với ông Putin để chấm dứt cuộc chiến kéo dài một năm của ông ta. Các nhà phân tích nói với Newsweek hôm thứ Hai rằng quyết định của nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Mạc Tư Khoa vào thời điểm nhạy cảm như vậy nói lên niềm tin của ông vào sự liên kết chiến lược lâu dài với Nga chống lại phương Tây. Điện Cẩm Linh cho biết cuộc xung đột Ukraine sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm giữa ông và ông Putin. Nadaz Roland, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về Trung Quốc tại Cục Nghiên cứu Á Châu Quốc gia, cho biết việc NATO tiếp tục bận tâm đến cuộc chiến ở Ukraine cuối cùng sẽ có lợi cho Trung Quốc bằng cách rút các nguồn lực ra khỏi Á Châu. Roland nói với Newsweek rằng
ông Tập không có vẻ lo lắng về tình trạng bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh của Putin, vì bản thân ông ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Có ai thực sự tin rằng nhà lãnh đạo của một quốc gia từng bị các chính phủ trên thế giới nghi ngờ tiến hành tội ác diệt chủng và chống lại loài người lại cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp đang bắt tay nói chuyện với một tên tội phạm chiến tranh đang bị truy tố không? Cô ấy hỏi. Video cho thấy các chiến binh sử dụng xe hơi Kamikaze được điều khiển từ xa nhắm vào xe tăng Nga. Trong nhiều dịp khác nhau, Nga khoe khoang rằng họ có một loại robot chiến đấu cực kỳ lợi hại. Cho đến nay, một số robot như thế đã xuất hiện trên chiến trường, nhưng không gây ra một bước đột phá nào. Trái lại, trong một video vừa được phía Ukraine công bố, các binh sĩ của nước này hiện đang sử dụng một loại vũ khí có tính năng tương tự. Họ không gọi là robot, nhưng gọi là xe hơi đánh bom tự sát hay kamikaze. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. Video shows fighters use remote control kamikaze cars on Russian tanks. Nghĩa là video cho thấy các chiến binh sử dụng xe hơi kamikaze được điều khiển từ xa nhắm vào xe tăng Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Các binh sĩ Ukraine đang sử dụng các phương tiện điều khiển từ xa chứa thuốc nổ để tiêu diệt các mục tiêu của Nga, theo đoạn video mới được quay tại chiến trường. Sau hơn một năm từ khi Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine, giao tranh giờ đây chủ yếu tập trung ở các vùng cực đông Ukraine, ở thành phố Bakhmut, là nơi từng diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Một số binh sĩ Ukraine ở những tiền tuyến này hiện đang chuyển sang sử dụng xe hơi điều khiển từ xa kamikaze, còn được gọi là phương tiện mặt đất không người lái, để tấn công các mục tiêu của Nga, theo một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội vào cuối tuần qua. Đoạn video lần đầu tiên được đăng như một phần của bộ phim tài liệu trên YouTube về lữ đoàn tấn công biệt lập số 3, cho thấy một nhóm binh sĩ Ukraine được trang bị vũ khí hạng nặng đang chuẩn bị một phương tiện chiến đấu điều khiển từ xa trước khi xuất phát. Những người lính sau đó được nhìn thấy đang điều khiển chuyển động của chiếc xe trên điện thoại, ra lệnh cho nó phát nổ gần một chiếc xe tăng của Nga. Video từ bộ phim tài liệu đã được đăng vào cuối tuần qua trên Twitter và đã thu hút được hơn 175.000 lượt xem vào chiều thứ Hai. Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đang sử dụng UGV Kamikaze chứa đầy chất nổ vào các vị trí của Nga. Rob Lee, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, viết trên Twitter. Việc sử dụng các UGV này cũng được nhấn mạnh bởi kênh Telegram thân Nga. Báo cáo của lực lượng dân quân Novorossiya Zhov cảnh báo rằng vũ khí có thể gây nguy hiểm cho xe bọc thép, tàu thuyền và binh sĩ. Thông tin thêm về mức độ sử dụng các phương tiện điều khiển từ xa, bao gồm số lượng có trong kho vũ khí và tần suất các binh sĩ sử dụng loại vũ khí này, chưa được quân đội Ukraine công bố. Lữ đoàn tấn công biệt lập thứ ba được thành lập vào năm ngoái từ Trung đoàn Azov, và các binh sĩ của họ đã chiến đấu trong trận chiến giành quyền kiểm soát Bakhmut. Trong suốt cuộc xung đột, Nga cũng đã sử dụng UGV, bao gồm cả các phương tiện Marker của họ. 4 trong số đó đã được gửi đến miền đông Ukraine vào tháng Giêng. Quân đội Ukraine sẽ được tăng cường sức mạnh, theo thông báo hôm thứ Hai, khi Liên minh Âu Châu và Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ đạn dược lớn. Liên hiệp Âu Châu sẽ cung cấp 1 triệu viên đạn pháo 155 ly cho Ukraine trong vòng 12 tháng tới, trong khi Mỹ sẽ đóng góp gói an ninh mới trị giá 350 triệu USD, bao gồm đạn pháo 155 ly cho hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, gọi tắt là HIMARS, hỏa tiễn chống bức xạ tốc độ cao, gọi tắt là HARM, lũ pháo, hệ thống và đạn cối 81 ly và 60 ly, súng phóng lựu, vũ khí nhỏ, thuyền ven sông và tàu chở nhiên liệu hạng nặng, v.v. Newsweek đã liên hệ với văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine qua email để bình luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn.
và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.